với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ này mời quý vị và các đồng chí theo dõi trang tin phản ánh hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Tiếp theo chương trình là phóng sự công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đây là nội dung chương trình. Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội thi tuyên truyền lời Bác Hồ dạy và các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia có 29 đội, chia thành 3 cụm thi đến từ các cơ quan đơn vị bao gồm Trường Quân sự, Trung đoàn 762 và 27 Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Mỗi đội tham gia thi thực hiện 4 phần thi: giới thiệu chào hỏi, tuyên truyền lời Bác dạy, tuyên truyền tác phẩm cách mạng tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền hoạt động của cơ quan đơn vị. Từng phần thi được sân khấu hóa, kết hợp nhiều hình thức như báo cáo viên, thơ ca, hò vè, tiểu phẩm. Do đó, hội thi đã phát huy được tính sáng tạo của các đội tham gia, thu hút được sự chú ý theo dõi, động viên của đông đảo cán bộ chiến sĩ. Kết thúc hội thi tại 3 cụm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lựa chọn 6 đơn vị tham gia vòng thi chung kết sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đưa nội dung thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất cán bộ, đảng viên, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Ban Chỉ huy Quân sự Như Thanh vừa tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành tiêu chí xây dựng đơn vị kiểu mẫu đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện. Với chủ đề phát huy truyền thống đơn vị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng đơn vị kiểu mẫu, phong trào thi đua tập trung vào hai nội dung: xây dựng đơn vị kiểu mẫu và phấn đấu thực hiện danh hiệu công dân kiểu mẫu. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của trên, Hội đồng thi đua khen thưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã cụ thể hóa các nội dung tiêu chí thi đua sát với thực tế tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị, đồng thời đề ra chủ trương giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua từ nay đến cuối năm 2018. Tại buổi phát động, đại diện lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị đã ký kết giao ước thi đua nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định, kế hoạch hướng dẫn của các cấp, đẩy mạnh khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị, nâng cao chất lượng toàn diện, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu xây dựng đơn vị kiểu mẫu, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đơn vị kiểu mẫu trong năm 2018. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ tuyên thệ cho 120 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2018. Năm 2018, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa tiếp nhận chiến sĩ mới thuộc 9 huyện trong tỉnh về huấn luyện tại đơn vị. Để huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả cao nhất, Đảng ủy Trung đoàn 762 đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ với các chỉ tiêu giải pháp cụ thể phù hợp với đối tượng huấn luyện và điều kiện thực tế của đơn vị. Trong quá trình huấn luyện, cán bộ chỉ huy các cấp luôn bám sát các nguyên tắc, phương châm, duy trì thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% các khoa mục huấn luyện của đơn vị đều đạt khá giỏi, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối. 100% chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phấn khởi nhận nhiệm vụ công tác về đơn vị mới. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố Thanh Hóa mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2018. Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 300 cán bộ là giáo viên, đảng viên trong các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn thành phố. Lớp học này nhằm bồi dưỡng cho các học viên những nội dung chủ yếu về quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh tình hình mới, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở phố, thôn, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần xây dựng địa phương, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Quyết định 49/2015 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến là một chủ trương chính sách có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, mang đậm tính nhân văn của Đảng, Nhà nước ta. Nhận thức được vấn đề đó, nên sau hơn 2 năm thực hiện, Ban Chỉ đạo 24 các cấp cùng với cấp ủy chính quyền và các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực vào cuộc triển khai thực hiện đồng bộ,
nhanh chóng, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, chính xác, minh bạch, đúng đối tượng, đến nay đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Theo khảo sát, toàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng gần 190.000 đối tượng được hưởng chế độ theo quyết định 49/2015 QĐ-TTG ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tham gia kháng chiến chống Pháp có hơn 121.000 đối tượng, chống Mỹ trên 55.500 đối tượng. Số còn lại là tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Để giải quyết vấn đề này, ngay sau khi có chủ trương văn bản hướng dẫn của cấp trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy ban hành thông tư, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết định. Ban chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ban chỉ đạo của tỉnh đã tổ chức triển khai tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác chính sách ở 3 cấp: tỉnh, huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn. Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có nghị quyết lãnh đạo, kiện toàn hội đồng chính sách, thành lập tổ tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình, đạt kết quả tốt, tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị tuyên truyền sâu rộng về đối tượng, điều kiện chế độ được hưởng, hướng dẫn thủ tục hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp để cán bộ đảng viên và nhân dân nắm chắc, thực hiện đúng và giám sát trong quá trình thực hiện. Ban chỉ đạo 24 của huyện đã thường xuyên là kiểm tra, rồi rút kinh nghiệm, rồi là tập huấn, chỉ đạo ban chính sách của các xã thực hiện rất là quyết liệt. Đến nay đã có 8 xã trên 30 xã thị trấn đã hoàn thành được cái nội dung thực hiện quyết định 49. Và chúng tôi phấn đấu đến cuối tháng 7 năm 2018 thì cơ bản chúng tôi đã hoàn thành những cái thực hiện quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ theo như cái quy định chung của tỉnh. Và qua thực hiện thì bảo đảm là một cách dân chủ, công bằng, chính xác, đúng luật, đúng đối tượng, cũng không có một cái hiện tượng nào thắc mắc hoặc là kiện cáo trong thực hiện quyết định 49. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức thẩm định, xét duyệt và báo cáo quân khu được 133.647 hồ sơ, đạt 70,9% so với khảo sát. Đã có quyết định chi trả 84.358 đối tượng với số tiền gần 180 tỷ đồng. Tỉnh Thanh Hóa được Bộ Quốc phòng đánh giá là tỉnh đứng đầu cả nước trong giải quyết hồ sơ theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Những kết quả trên đã tạo niềm tin, sự phấn khởi của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Đảng và Nhà nước quan tâm chúng tôi rất là phấn khởi. Gọi là cái công lao của mình mà Nhà nước quan tâm được thì chúng tôi cũng cùng nhau đi lĩnh tiền là cũng phấn khởi. Chị em, anh em nói chuyện với nhau là tay bắt mặt mừng, là vui vẻ lắm. Gia đình khái là cũng rất phấn khởi, công lao của ông cụ đã có tham gia. Và đây là Đảng, Nhà nước được quan tâm đến là được sự là rất tốt đẹp và cảm ơn Đảng và Nhà nước. Công tác chi trả trợ cấp và trao giấy chứng nhận cho đối tượng đảm bảo trang trọng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố tổ chức rà soát đối chiếu giữa danh sách đề nghị và quyết định được hưởng, mức hưởng, xây dựng kế hoạch, tổ chức trao giấy chứng nhận, chi trả chế độ trợ cấp cho đối tượng đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện, chính xác, chu đáo, không để xảy ra sai sót. Đối tượng nhận tiền là rất phấn khởi, người ta không có ý kiến gì mà cũng với tinh thần mà nói là người ta cũng cứ phải cảm ơn là Đảng, Nhà nước, chính sách cũng phù hợp, lòng dân. Ông Nguyễn Bá Ơn, trú tại thôn 3 xã Quảng Hòa, là một trong những đối tượng được chi trả trợ cấp một lần. Gia đình ông Ơn là một trong những hộ thuộc diện khó khăn của xã. Vợ ông mất sớm, con cái ở xa, kinh tế khó khăn. Bởi vậy, khi ông được hưởng chế độ theo quyết định 49, ông đã dành dụm đầu tư mua vịt gà về chăn nuôi, nhân giống, phát triển kinh tế gia đình. Tiền thì các cụ về cũng cho con, cho cháu rồi cũng mua những cái vật kỷ niệm. Ví dụ như tôi chẳng hạn, là tôi về tôi cũng mua gà, mua lợn, mua vịt, rồi tạo lên con bò nuôi để ông bà mà nuôi dưỡng nhau. Đấy là một cái kỷ niệm trong cái đời mình tham gia kháng chiến. Việc tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, do đó đã tạo được sự đồng thuận và sự tham gia vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan và sự đồng thuận trong nhân dân. Qua 2 năm tổ chức thực hiện với nỗ lực quyết tâm cao, Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Thanh Hóa mà cơ quan thường trực là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã rà soát
và báo cáo quân khu được 70% số đối tượng so với khảo sát ban đầu, nhìn chung là đạt được tiến độ so với yêu cầu đề ra. Từ những kết quả bước đầu sau hơn 2 năm triển khai thực hiện quyết định 49, tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao của Ban Chỉ đạo 24 các cấp, sự tận tâm, tận lực của đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến tháng 10 năm 2018 cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ chính sách đối với các đối tượng theo quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, đúng đối tượng. Chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.